Như, trời ơi, bạn đúng là nữ hoàng casting trường mình luôn á. Hồi nãy tôi lén vô coi cái khúc mà bà diễn phân cảnh cảm động á, tôi khóc quá trời, cái bị đuổi ra đây nè, giỏi lắm luôn á. Thiệt không? Thiệt. Nè, vai diễn lần này á, tôi chắc chắn là bà sẽ đầu, tại vì mấy cái bạn casting trước á, chỉ không có ai bằng bà. Thì cái đó tôi cũng biết rồi, chỉ là đang đợi đạo diễn có một thông báo chính thức thôi. Dạ. Chào mấy em. Dạ, chào anh. Ừ. À, em tên gì? À, dạ, em tên là Yến. Thì tôi muốn em ra sân khấu thử cho tôi một cái vai phụ trong bộ phim này nha. Đừng có mà mơ nha cô bạn. Đúng như là tôi suy nghĩ, em rất phù hợp với lại vai diễn này. Vai của em mà tôi chọn em đóng là vai chính của bộ phim này. Để tôi coi bà còn có sức diễn không. Lúc đó bà sẽ chừa cái tật quên quang. Đã không có được gia diễn, tôi cũng sẽ không cho bà đắc ý đâu. Bà nhất định là không được hơn tôi. Tôi muốn hỏi em là em định làm cái gì? Em bỏ cái gì vô cái ly nước mà cho Ý uống vậy hả? Tôi đứng từ xa tôi đã thấy hết rồi. Chuyện này á là coi như là tôi sẽ về báo lại nhà trường của em ha, để cho họ xử lý em. Chứ tôi không hề thích những cái diễn viên, những người của công chúng sau này mà có cái đạo đức mà xấu như vậy, giống như em vậy. Đưa nhau vì những lời xin lỗi.